Hôm nay là ngày 8 tây tháng 10 năm 2020. Sau khi Linh đăng bài về bé Vinh Phát thì cũng cảm ơn thầy Nguyễn ở trong Tân Nhi vừa rồi có chỉ cho Linh một lần cái này mình giúp đỡ bé. Mình có hỏi bên phòng công tác xã hội chưa con? Tự nhiên mình qua tự có người trước thì hôm trước bên phòng xã hội dẫn chị qua. Cái bác gì mà trưởng của khoa này nè, ở Bắc Đức có chỉ qua, em hỏi chị đăng cái hoàn cảnh này cũng mấy lần rồi. Khi chị đăng thì cũng được nhà hảo tâm người ta trao chương đó. Chị tới chị báo cáo. Cảm ơn Kinh nha. Chị cảm ơn nha. Báo cáo với nhà hảo tâm là ngày hôm nay 8 tháng 10 năm 2020, sau khi Linh đăng bài đó, thì em Ngọc Nguyễn với em Tuyết Ngọc có gieo duyên ra. Thì ngày hôm nay Linh đại diện Quyên, đại diện em Quyên trao cho mẹ của bé Phát 200 ngàn, em Lãm trao cho mẹ bé Phát 300. Như vậy là tổng cộng ngày hôm nay là Linh trao 500 ngàn. Nếu mà sau cái, tại vì cái bệnh này á thì nó cũng lâu dài. Hôm nay thì bé em Quyên nữa, cũng là em Quyên luôn, mà em Quyên này là mẹ của bé Xu, trao cho 100 ngàn, như vậy là 600 ngàn đó con. Thì Linh cũng hy vọng là sau cái video này Linh đăng lên thì có được sự đồng cảm của các nhà hảo tâm giúp đỡ cho bé, để bé có gì có giúp đỡ mẹ bé, cũng như là có thêm cái điều kiện để lo cho bé. Linh cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm rất là nhiều. Hoàn cảnh bé Phát rất là đáng thương, thương quá à, con ơi. Cũng hy vọng là các nhà hảo tâm giúp bé tiếp. Thì Linh sẽ nhận cái Facebook của Linh là 091 832 5721 và 0828881055. Đồng thời Linh cũng có ghim số điện thoại của mẹ bé là 0369527180. Các bạn đừng có ngại, khi mà cứ nếu mà đủ duyên thì cứ bình luận rồi trao yêu thương, thì Linh cũng sẽ sắp xếp để vô thăm bé Phát. Tại vì Linh cũng sắp xếp á, chứ rảnh thì chạy vô, chứ không phải là bữa nay các bạn đưa rồi Linh đi vô liền thì thiệt, nhiều khi cũng không có vô liền được. Rồi hai Linh về nha con. Rồi con lấy tiền đi đưa giấy cho Linh. Bye bye.